hai người quen nhau từ trước không ạ? À, đó, là người quen ạ. <laughs> ok, thế thì cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay dễ dàng rồi. Chúng ta có fan là Beverage Manager của ZK Group và anh Luân là đại diện của Diazo Việt Nam. Rất là nhiều fan chia sẻ một chút tại lúc nghe ZK Group là Hà đã cảm thấy có rất là nhiều brand rồi. Ở bên trong mới là ở group đúng không? Ở ZK Group mình đang có những thương hiệu nào ạ? Hiện tại ở uh, tại Zika Group bên mình có 3 quán đầu tiên Ziggler Cocktail and Wine Bar tại 595 Ngư nhưng hiện tại ở uh, bên mình đang tạm thời đóng cửa. Gary Bespoke Cocktail Bar tại 95 Phùng Hưng và Thao tại 4 Ziggler Downtown tại 46 Mã Mây. À, cả ba cái tên đều rất là đình đám. Tại vì hàng nghĩ là trong những năm gần đây thì bắt đầu từ Ziggler đúng xong rồi tới um, Gallery và um, Zicker Yeah, Zicke Downtown. Uh, từ Zicker, Zicker Downtown và Gallery cả ba đều khá là định hình lại cái thị trường nightlife ở Hà Nội. Hải nhận thấy là bỗng dưng mình cảm thấy mình có thêm một cái lựa chọn nó mới mẻ hơn hẳn. Mình không thể gọi tên được tại mình cũng chưa hẳn là một người trong cuộc để biết là cái thứ mọi người thực sự đã làm khác đi là gì. Nhưng mà Zicker, Zicker Downtown và Gallery đã mang lại một cái nightlife scene rất là mới mẻ cho Hà Nội thì fan ở góc độ một người trong cuộc có thể chia sẻ rõ hơn đúng không? Thật ra cái bí quyết, cái sự thay đổi của mọi người trong cái công thức ở Giggler, Giggler Downtown và Gallery là gì mà từ góc độ khách hàng lại làm cho mọi người cảm thấy khác biệt tới như vậy? Ok. Thì um, tập thể của Giggle Group bao gồm từ các anh chị cổ đông cho tới các bạn nhân sự thì đều mong muốn có một cái khát khao là được khẳng định bản thân của mình cũng như là được tìm hiểu, tìm tòi những cái thứ mới mẻ đặc biệt hơn. Uh, bên mình luôn bên mình không giờ nhìn lại những thứ mà mình đã từng làm được và bên mình sẽ chỉ nhìn vào những thứ mà mình sẽ làm gì và sẽ thay đổi trải nghiệm của khách hàng như thế nào khi tới quán điều điều gì sẽ khiến cho quán cảm thấy đặc biệt khi mà tới đây uh, vì vậy mình nghĩ là Zigger Group luôn luôn có một chỗ đứng nhất định tại trong ngành nightlife tại Hà Nội và tại Zigger thì chúng mình không theo có bất cứ một chain nào cả chúng mình tạo ra chain cái trend mà ziggle từng tạo ra mà fan cảm thấy tự hào đáng nhớ nhất là gì uh, đó là cocktail. theo uh, là, là một, một nơi mà mình tập thể bartender của mình luôn luôn muốn tạo ra những favor mới những concept độc đáo thì đó là cái mà mình tự hào nhất tại ziggle group ngoài ra thì không gian và âm nhạc ziggle group luôn luôn được đầu tư và chú trọng vào rất nhiều mình hãy thử đi vào cái trend về cocktail trước nhé thật ra cocktail là một cái đồ uống mà có lẽ mọi người đều từng biết đến tên đúng không nhưng mà cái khái niệm về cocktail ở hà nội thì hà cũng cảm thấy là gần đây càng lúc nó lại càng được nâng cấp càng lúc nó càng phức tạp hơn càng lúc nó càng thú vị hơn và cái trải nghiệm cái xu hướng cocktail mà khách hàng nhận được ở zikr có lẽ là một sự phối hợp rất chặt chẽ từ những người như Phan và những người như anh Luân đúng không ạ? Và một bên thì sẽ cung cấp càng lúc càng được nhiều những cái lựa chọn về rượu khác nhau và một bên thì càng lúc càng, càng cố gắng sáng tạo nhiều hơn. Thì cái cái sự cái xu hướng đấy nó có đi hand in hand không? Mọi người có liên tục đi với nhau là nhờ có rượu mới nên mới sáng tạo được hương vị mới hay là nhờ có những đòi hỏi hương vị mới thì rượu mới mới về không ạ? Cái mối quan hệ nó như thế nào ạ? Thì với mình rượu luôn luôn là một thứ rất quan trọng ở trong cocktail nó là linh hồn của cốc theo nếu không có rượu thì không thể nào mà sinh ra được cốc theo được nên những cái nguyên liệu khi mà kết hợp với rượu nó sẽ chỉ giúp cho cái flavor của rượu được tăng lên và thú vị hơn nên đó là mối quan hệ song song và rất là chặt chẽ cùng với nhau um, về bản thân uh, bản thân um, một uh, công ty mà sản xuất và phân phối rượu thì uh, đầu tiên là phải nói là các bartender là những người mà đại sứ cho cho, cho cho những cái sản phẩm của bên công ty, à, họ thay mặt cho công ty để chia sẻ cho khách hàng về những cái uh, trải nghiệm về sản phẩm. thì tất nhiên là về phía bên công ty là phải hỗ trợ rất là tốt và cũng stay rất là gần với uh, outlet, à, đặc biệt là các bạn bartender. thì um, Dioro cũng có những cái platform mà để tạo ra những cái sự hỗ trợ cho cộng đồng, à, ví dụ như là diatro Bar Academy. Uh, đây là một cái platform, Academy, một trường học. Uh, no, kind of uh, nó là một cái kiểu uh, uh, một cái platform mà mọi người có thể lấy tất cả những cái thông tin mà 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 công ty uh, đưa trên đó mà uh, các bạn có thể tạo ra một cái menu uh, cách thức xử lý nguyên liệu như nào hay là đôi khi là những cái những cái rất là basic thôi, ví dụ như là uh, lịch sử của một cái dòng rượu uh, để hiểu rõ hơn về một cái sản phẩm. Thì, ngoài ra thì um, Dio còn uh, có một cái platform nữa đó là một cái gọi là cuộc thi, cuộc class thì để cho các bạn bartender ở trong ngành nghề có những cái cơ hội tiếp tiếp cận và tương tác với nhau và tiếp cận với những cái cái trend đồ uống mới của thế giới và công ty luôn luôn mời những người những vị khách rất là đặc biệt có thể là những champion ở những đất nước những quốc gia khác về để chia sẻ những cái trải nghiệm và chia sẻ những cái kỹ thuật pha chế xử lý đồ uống cho các bạn bartender nhưng nhưng mà ngược lại thì Bajener cũng sẽ cho Diacho thấy một cái thực tế là khách hàng người ta cần gì và từ đó thì uh, Diacho và Alex sẽ cùng nhau để phát triển và để đáp ứng được những cái yêu cầu đó của khách hàng nên bọn mình rất là gần với nhau <laughs> và cái câu chuyện training đó mình đã thực hành được trong nhiều năm chưa ạ anh um, Diacho thì uh, cái ba academy nó đã rất là rất là lâu đời rồi và ừ. đây một trong web ừ. thì uh, bọn mình ngoài ra thì bọn mình cũng training uh, offline như này này ừ. thì uh, tới thời điểm hiện tại thì cái cộng đồng bartender của bọn mình cũng rất là rộng lớn ở trên khắp toàn cầu ừ. nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 400 trăm ngàn bartender ừ, yeah. và cái cộng đồng này là bọn mình chia sẻ với nhau những cái kiến thức ừ. chia sẻ với nhau những cái trend những cái uh, kỹ thuật ở Việt Nam thì Diazo uh, bắt đầu có cuộc class từ năm uh, 20, uh, 2012 oh. còn ở uh, World class thì đã có bắt đầu ở trên thế giới vào năm 2009 oh. thì từ 2012 tới giờ thì bản thân Việt Nam mình cũng có một cái cộng đồng bartender oh. và bọn mình cũng chia sẻ với nhau chỉ ở trên đó oh. và thật sự là cũng đã hỗ trợ được cho cái cái nightlife hay là cái các bạn bartender rất là nhiều rất là nhiều từ từ trước tới nay lý do mà em hỏi số 5 là tại vì em không dám nói cho cả Việt Nam Nhưng mà khi nhìn vào thị trường Hà Nội thì em nhận thấy là trong vòng khoảng tầm 3 bốn năm trở lại đây Em thấy cái thị trường Nightlife Hà Nội nó thật sự thay đổi hoàn toàn Nó vibrant hơn, nó nhiều sức sống hơn Và cái trải nghiệm nếu không muốn nói là văn minh hơn thì cũng trở nên đa dạng hơn Và có nhiều lựa chọn hơn cực kỳ nhiều Em đang thắc mắc em đang cố gắng tìm một cái lời giải là tại sao tự dưng 3-4 năm trở lại đây mọi chuyện nó lại như thế có một câu em tự giải là ừ em nghĩ chắc là nhờ sự xuất hiện của Zikir Group nhờ sự lớn mạnh của Zikir Group nó tạo ra một cái hình mẫu để mọi người thể follow là à bạn có thể có một trải nghiệm Nightlife nó vô cùng vui nó vô cùng thú vị nó rất nhiều màu sắc nhiều hương vị mà nó vẫn rất là sạch sẽ nhưng mà ngoài đấy ra em tin chắc là nó phải có sự support từ phía Diageo từ phía những người nhanh luôn để có thể đưa đầy đủ những cái nguyên liệu để những người bartender có thể tạo ra cuộc vui đó và có một Uhm, ý kiến mà em nhớ hôm trước trao đổi với anh luôn, anh luôn có nói mà em rất là nhớ đấy là tuy là ở góc độ một phía bên cung cấp, thế nhưng mà anh luôn cũng khẳng định với em là cái trải nghiệm của người khách hàng nó có tốt hay không. Thật ra nó lại nằm ở cảm xúc của người khách hàng rất là nhiều, cho nó không chỉ nằm ở câu chuyện hương vị của ly đồ uống, trong khi mình là người đang tạo ra cái hương vị ấy đúng không? Tại sao anh lại nghĩ rằng là cái hương vị của ly đồ uống nó không phải thứ quan trọng nhất ạ? À? Uhm, nếu mà nói về cái hương vị của một sản phẩm hay là cái sự trải nghiệm sản phẩm nói riêng đó? thì chắc là nó sẽ liên quan nhiều tới tới những người như Phan Đào hơn. Bởi vì Phan Đào là người tạo ra nó, Phan Đào là người truyền cảm hứng cho nó và đưa được những cái câu chuyện, những cái tình cảm, những cái cách thức đó để tới với khách hàng. Còn bản thân về phía hãng thì bên mình rất là hỗ trợ là mình sẽ đưa tất cả những cái thông tin, những cái kiến thức sản phẩm, những cái câu chuyện để truyền tải cho các bạn bartender nhưng mà cái lý do mà với, với cá nhân luân mà luôn nghĩ rằng nó nó là một cái điều nó chỉ là một phần thôi đó là bởi vì giống như giống như hà hà vừa nói đó là cái nightlife thì nó không chỉ riêng là mỗi chỉ là có đồ uống khi mà người ta đi chơi người ta đi trải nghiệm họ còn có những cái trải nghiệm khác nữa ví dụ như là fan đào là một người bartender mà nếu mà bạn đứng trên quầy bar bạn chỉ làm đúng ly nước không xong đó thôi thì, thì thật sự là hà sẽ cảm giác như nào đúng không mình hơi bị bỏ rơi đúng rồi không? đúng rồi không? <laughs> đúng ạ nên anh nghĩ rằng câu chuyện này thì fan sẽ hiểu rất rõ cái cảm giác của một người bartender khi mà ừ. mình đứng trên người bartender không phải là chỉ, mình chỉ để pha nước thôi đúng không ừ. mình còn phải trao đổi mình còn phải tương tác với khách hàng Vậy ừ. toàn bộ cái thủ tục trải nghiệm đấy nó sẽ như thế nào phan <laughs> thực ra thì đúng như anh luân nói đồ uống nó không phải là tất cả của một người bartender bởi vì với mình thì không có một ly cốc theo nào là dở cả mà ly cốc theo dở đó là ly cốc theo không phù hợp đối với đối với khách hàng đó có những người thích uống ngọt có những người thích uống chua người thích uống mạnh nên cái việc tương tác giữa bartender và khách hàng là một thứ tố quan trọng trong quầy bar nó sẽ khác với tất cả là các nơi khác đấy là lý do mà trên quầy bar của tất cả các cốc theo bar đều thường có chỗ ngồi để bartender có thể tương tác có thể giới thiệu nhiều hơn thứ về nhất là về rượu dành cho khách hàng về rượu ở trong ở tại riêng tại Hà Nội thì rượu cũng là một thứ khá là mới mẻ chưa có quá nhiều người đã tiếp xúc và uống nhiều rượu nên về để có thể phân biệt được cái favor như thế nào là ngon hay dở thì việc đấy việc rất là khó và cũng như mình đã nói, cốc theo không có ngon hay dở mà đó phụ thuộc vào yếu tố của khách hàng. Ngoài ra thì sẽ còn những thứ quan trọng nữa như là không gian và âm nhạc xung quanh. Lúc mà fan nói là cốc theo không có ngon hay dở tại ta Hà Nhớ ngay có một câu uh, chị bạn Hà từng nói đấy là tối hôm đấy cũng rủ nhau đi uống, thế là Hà không phải người biết uống nên Hà sẽ hay chiều bạn, Hà sẽ hỏi là thế tối nay uh, chị muốn uống gì? Tại vì em không biết thì cả chị muốn uống gì để em theo cái đấy. ha à, chị bạn Hà bảo là uống gì cũng được, miễn là say là được. Phát nó nghĩ là liệu bây giờ cái nhu cầu đấy nó còn là một nhu cầu popular nữa hay không hay là mọi người đã có nhu cầu thưởng thức hơn nhiều chứ không chỉ có nhu cầu say nữa. Trong thời điểm hiện tại thì khách hàng cũng đã yêu cầu nhiều hơn bởi vì sự làm ngành cốc cũng đã phát triển tại Hà Nội 5 năm trở lại đây khách hàng không còn quá là dễ tính như hồi xưa nữa họ yêu cầu những thứ mới mẻ hơn thứ đột phá hơn nên uh, mình thấy phần lớn khách hàng hiện tại đều yêu cầu cái chất lượng đồ uống rất là cao vậy cái chất lượng đồ uống cao đấy nó sẽ được đánh giá dựa trên thước đo gì ạ Phan tại vì công bằng mà nói Hà nghĩ là cái đồ uống cồn riêng cái yếu tố cồn thôi đã làm cho mình khó cảm nhận hương vị hơn khá là nhiều rồi nên hàng nghĩ là làm bartender hay là làm phân phối nhanh luôn thật sự là những công việc rất là khó đồ uống cồn là với em cũng như nhau hết hoặc là có thể tại em kém quá hà rất là tò mò là cái thứ mà khách hàng đang đòi hỏi ở một ly cocktail là gì vì có một yếu tố nữa hãm để ý thấy là riêng với cocktail mọi người phải cực kỳ để ý vào chuyện là mọi người present cái ly cocktail như thế nào ngoại hình của nó quan trọng không kém nhiều món ăn nó không giống như là một ly đồ uống thông thường hay một ly cà phê là mọi người có thể ở một ngoại hình bình thường cũng không sao cả và người ta sẽ vẫn đón nhận cái ly đồ uống đó còn về cocktail có vẻ như khách hàng vừa đòi hỏi hơn về hương vị vừa đòi hỏi hơn về ngoại hình vừa đòi hỏi hơn về trải nghiệm xung quanh cái ly đấy về việc là người bartender giới thiệu mình cái ly đó như thế nào thì từ góc độ fan người mà tiếp xúc với khách hàng hàng ngày fan thấy là cái thứ ngon hơn mà họ đang đòi hỏi thật ra là những cái yếu tố gì mình nghĩ đó là yếu tố bất ngờ bởi vì thực sự bây giờ cocktail nếu mà chỉ đơn giản là chua ngọt và có những vị tea, easy drinking thì dễ uống thì nó sẽ không còn quá sức là thú vị nữa. Nên càng ngày thì các bạn bartender càng sử dụng nhiều technique hơn như infusion sous vide hay là rotovap để và những máy móc rất là hiện đại để đưa vào trong cocktail tìm kiếm những flavor nó đặc biệt hơn, nó lạ hơn và gây và tạo ra một trải nghiệm rất thú vị dành cho khách hàng bất ngờ hơn đó đấy là cái mà mình nghĩ vậy thì cocktail sẽ càng lúc càng cần được thưởng thức một cách nghiêm túc hơn đúng không trong một cái bối cảnh mà người ta có thể cảm nhận cái hương vị và hiểu ở câu chuyện của ly cocktail đấy sâu sắc hơn chính xác à. anh thì anh anh có một cái góc nhìn khác bởi vì uh, uh, cái văn hóa uống cocktail đó, nó cũng mới mở thời gian gần đây thôi và ở việt nam thì chúng ta theo quan điểm của anh thì chúng ta sẽ có các đối tượng chính mà uống cocktail đó là các bạn trẻ Uh, các bạn ý biết được về những cái văn hóa của nước ngoài, các bạn biết được cái cái xu hướng và ngoài ra là những nhóm đối tượng khách hàng mà du lịch thì anh thấy là cái yếu tố mà bất ngờ nhất như fan nói ở đây với khách nước ngoài đó là chúng ta có thể sử dụng những nguyên liệu địa phương để tạo ra một cái yếu tố bất ngờ cho một người khách nước ngoài anh ví dụ như một cái món cocktail rất là nổi tiếng uh, của một bạn tên là phạm tiến tiếp À, bạn ấy có một món cocktail là phở cocktail yeah. uhm, thì đó là một yếu tố mà khiến cho thật ra anh nhắc tới là bởi vì anh rất là tự hào một trong những món cocktail của Việt Nam mà được người nước ngoài biết tới ngoài ra thì cái cái việc mà sử dụng nguyên liệu địa phương đó nó cũng sâu ra cho những người khách của mình thấy được rằng cái kỹ thuật xử lý nguyên liệu của bartender tới mức nào bởi vì không phải là nguyên liệu nào của Việt Nam nó cũng có thể lấy được những cái tính chất mà vốn có của nó nó phải sử dụng rất là nhiều kỹ thuật bởi vì em biết được là với người Việt hay là người châu Á nói chung đó, thì người ta sử dụng những cái gia vị rất là nhiều khẩu vị của họ là họ thích nghi với những cái loại gia vị nên nên cái yếu tố đó là một trong những yếu tố mà nó vừa thể hiện được cái tính chất bất ngờ mà mà pha nói và thứ hai nữa là nó thể hiện được cái kỹ năng của một cái người pha chế trong xuyên suốt tất cả những cái discussion những cái thảo luận hôm nay em thấy yếu tố về nguyên liệu địa phương được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong yếu tố nguyên liệu địa phương đấy em nhìn thấy là có vẻ như tất cả mọi người đều đang hướng tới đạt được hai chuyện. Thứ nhất là về những cái hương vị mới mẻ và có nhiều ý nghĩa hơn. Vì hương vị này nó sẽ ngon hơn nếu như nó vừa ngon vừa có một câu chuyện của địa phương chúng tôi ở trong đó. Và thứ hai là hướng tới yếu tố bền vững, sustainability. Thì trong cái chia sẻ của anh Luân em có nhìn thấy cái yếu tố thú vị, yếu tố đặc biệt, yếu tố câu chuyện rồi. Vậy thì trong cocktail mình có hướng tới những cái xu hướng về sustainability như là phía bên những cái ngành hàng F&B khác không ạ? Câu chuyện đấy nó có đang diễn ra không? Um, cái này quan điểm của anh thôi nhé. Tại vì khi mà nói tới bartender thì uh, anh rất là tôn trọng các bạn bartender. Uh, thật ra thì cái sự ổn định á, nó nó là yêu cầu chung của ngành dịch vụ rồi, chứ không chỉ riêng về đồ ăn hay đồ uống. Uh, nhưng mà với 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 cocktail á, thì đôi khi là chúng ta cần một cái sự sáng tạo nó cần một cái sự phá cách bởi vì sao bởi vì mỗi một người khách hàng người ta đều có một cái mong muốn riêng cho một cái sản phẩm ví dụ thôi anh ví dụ nhé chúng ta có rất là nhiều classic cocktail và đa phần là classic cocktail sẽ được pha na ná nhau ở từng từng quán nhưng mà có thể là bạn sẽ thấy một cái ly old fashion ở một cái quán nào đó phù hợp hơn với một cái ly old fashion mà bạn đang uống ở một quán khác thì tất nhiên là đây là nó do cái trải nghiệm của từng cá nhân. Vậy nếu mà bây giờ mình giữ một cái standard thì quan trọng là cái standard nó có phù hợp cho người khách hàng tại hiện tại không ngay cái thời điểm đó. thì cái điều quan trọng nhất ở đây là cái người bartender người ta phải hiểu được khách hàng, hiểu được rằng mình nên ok có thể là uh, cho thêm một ít rượu bởi vì nó phù hợp hơn với những người mà thích nặng hoặc là mình có thể stir lâu hơn một chút để cho nó giảm nhẹ đi. thì tất cả những cái đó nó cần cái sự tương tác. bởi vậy nên quay trở lại là cái cái consistent là rất quan trọng, là tối quan trọng. Nhưng mà nếu mà bạn đã hiểu insight của khách hàng rồi ấy, thì bạn nên đáp ứng cái nhu cầu của từng khách hàng một. Và trong cái insight đó nó không chỉ bao hàm insight về mặt hương vị đúng không? Nó còn bao hàm về cả kỳ vọng cả trải nghiệm của khách hàng nữa. Yeah. Yeah. Còn Phan, Phan nghĩ sao? Cái việc ứng dụng cái nguyên liệu địa phương vào trong những cái ly cocktail của mình bên cạnh việc thỏa mãn là tạo ra một hương vị nó sáng tạo nó có câu chuyện hơn liệu bây giờ có phải thời điểm mà khách hàng đã bắt đầu quan tâm tới những cái ly cocktail nó bền vững hay không hay theo fan thì cái xu hướng tiếp theo nó sẽ là gì à, hà đặt ra câu hỏi này là vì thật ra bản thân hà bắt đầu nhìn thấy một vài cocktail bar ở cả hà nội lẫn sài gòn đưa cái câu chuyện bền vững vào làm một cái yếu tố truyền thông của họ tức là bên cạnh việc là chúng tôi có những ly cocktail như thế này cocktail của chúng tôi rất là ngon, rất mới mẻ nha. Họ bắt đầu đưa thêm câu chuyện là à và cái ly cocktail của chúng tôi nó cũng rất sustainable nữa. Bạn có thể uống hết, ăn hết tất cả mọi thứ ở đây. Vậy Hà tò mò là đấy có phải thực sự là thứ mà khách hàng đi uống cocktail họ đang quan tâm hay không? Mình nghĩ là đấy cũng không phải là một trong những lý do quá quan trọng để khách hàng khi đi uống cocktail. Nhưng nhưng mà khi mà nhắc đến tính bền vững ở trong cốc thì tất cả các bạn, bartender tender cũng như là các chủ đầu tư cũng đang bây giờ cũng đang hướng tới rất nhiều thứ nhất là là môi trường là một cái mà chúng ta cần phải bảo vệ thứ hai là khi mà uh, hướng tới tính 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 bền vững ở trong cốc thì tất cả những cái cost của cốc cũng đã được giảm thiểu đi khá là nhiều nên đó cũng là một lý do rất là quan trọng thế còn xu hướng sắp tới thì Phan nghĩ sao Phan nghĩ sắp tới cái thị trường cái khung cảnh nightlife ở Hà Nội sẽ thay đổi thế nào? Trước mắt là Hà thấy nó rất là thay đổi Nó bên cạnh những cái quán bar truyền thống Sang thành những cái cocktail bar hiện đại hơn Hay thậm chí bây giờ chúng ta sẽ có nhiều những cái xu hướng Về trải nghiệm hương vị khác nhau Như kiểu là speak easy là một cái trải nghiệm nó mới mẻ Hay Korean gastropub Tại là một trải nghiệm uống rất là khác Thì Phan nghĩ là sắp tới cái thị trường nightlife Nó sẽ phát triển đến đâu nữa? Mình nghĩ thị trường nightlife tại, uh, sẽ còn phát triển xa hơn rất là nhiều nữa uh, và sẽ có nhiều các concept mới lạ hơn sẽ được mở ra các bạn bartender ngày càng được phát triển cũng như là tìm tòi các kiến thức cũng như là các chủ đầu tư cũng chịu khó để đầu tư nhiều hơn vào concept từ không gian, âm nhạc tới những thứ nhỏ nhất tại quán nên thị trường cocktail bar sẽ còn phát triển hơn rất nhiều nữa Còn anh Luân nghĩ sao? Anh nghĩ cái xu hướng sắp tới sẽ như thế nào ạ? À? Anh thì anh là một người mà đi từ sài gòn ra hà nội để lập nghiệp nên anh hiểu được cái service ở sài gòn và anh cũng hiểu được cái con người ở hà nội một phần nào đó thật ra mà nói thì ngày xưa anh cứ cảm nhận một điều đó là sài gòn phát triển như nào thì một thời gian sau hà nội sẽ như thế và khi mà anh đi ra nước ngoài như singapore chẳng hạn thì anh thấy là cái văn hóa cốc treo ở đó như nào thì một thời gian sau sài gòn nó lại phát triển như thế thì cái xu hướng cocktail bây giờ là nó thật sự mà nói thì anh thấy là nó phát triển theo một xu hướng nó hơi 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 công nghiệp bởi vì khi mà chúng ta cần một cái gọi là consistent thì nó phải đồng bộ hóa và nó phải đều và nó phải cứ như vậy và nó yêu cầu nó hơi hơi giống như công nghiệp à, ví dụ như là chắc là anh nghĩ là fan sẽ rất là hiểu rõ bởi vì mình sẽ làm những cái mẹ cocktail mình có thể làm theo mẹ trước yeah. và oh. sau đó thì chúng ta sẽ phục vụ rất là nhiều số lượng khách rất là lớn trong một thời gian rất là ngắn thì chỉ có cách đó thì mình thứ nhất là mình giữ cho nó consistent thứ hai là mình đáp ứng được nhu cầu số đông thì càng ngày cái xu hướng nó càng được công nghiệp hóa hơn và thậm chí là nếu mà hà để ý thì có một số những cái outlet mà người ta thậm chí làm những cái loại cocktail tap oh yeah em đang để ý cái xu hướng đó đang phát triển khá là nhiều chỉ khoảng tầm một năm trở lại đây yeah. cocktail on tap rất nhiều thì thì chỉ đơn giản là sao ở bạn vào trong uh, quầy bar bạn uh, gặp cái cần cái là bạn có ly cocktail uh, như một ly bia nha yeah. thì tất nhiên là yếu tố consistent là quá là perfect rồi nhưng mà quay trở lại thì mình cũng phải nhìn nhận lại là tất cả những cái khách hàng người ta cần đó là gì đó là sự tương tác đó là dịch vụ đó là con người bởi vậy nên có thể là AI phát triển nhưng mà không có ngành nghề nào thay được nghề bartender <laughs> em hoàn toàn đồng ý yeah. vậy biết đâu như thế thật ra là họ chỉ đang đơn giản đưa ra nhiều những cái lựa chọn khác nhau cho những người muốn enjoy night life có thể cũng sẽ có một vài người họ cũng không quá mong muốn được tương tác với bartender thì giờ đây họ đã có một lựa chọn là cocktail on tap còn với những người mong muốn tìm kiếm một cái connection một cái kết nối một cuộc trò chuyện khác biệt một chút với một người đang pha chế ly đồ uống cho mình thì họ luôn luôn có thể dựa vào các bartender để chia sẻ cùng họ